Chào mừng các bạn đến với kênh Kamita TV. Hải Đăng phát hiện vợ phản lại lời thề, nghi ngờ ngoại tình. Mời các bạn cùng xem các diễn biến tiếp theo của đánh cắp số phận. Bản quyền thuộc về đài truyền hình Vĩnh Long, chúng tôi bình luận dựa vào những tình tiết diễn ra trong phim. Khi hai vợ chồng làm việc ở công ty, Hải Đăng chợt nhận ra bàn tay của vợ mình không còn chiếc nhẫn cưới kim cương nữa. Hải Đăng bực tức và khó chịu hỏi Mỹ Anh rằng, tại sao em lại không đeo nhẫn? Khi xưa em có nhớ chúng ta đã hứa với nhau những gì không? Anh nhắc lại cho em nhớ là chúng ta thề hẹn ở bãi biển là, cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, thì chiếc nhẫn cầu hôn sẽ không bao giờ được tháo ra. Thế chiếc nhẫn của em ở đâu rồi? Sao không đeo vào? Mỹ Anh ấp úng không biết phải trả lời như thế nào. Rồi cô ta ngập ngừng nói với Hải Đăng là sáng nay gấp quá nên đã quên đeo nó. Trước câu trả lời hời hợt của vợ mình, Hải Đăng không thể nào chấp nhận được. Anh lập tức cầm lấy tay của vợ lên và nhắc cho cô ta nhớ trước đây, Mỹ Anh đã từng hứa. Nhưng tại sao bây giờ cô ta lại làm trái với những lời hứa của Mỹ Anh như vậy? Trước thái độ giận dữ của Hải Đăng, Mỹ Anh cũng đã có chút lo sợ. Nhưng cũng nhanh chóng, Mỹ Anh đã lấy lại được bình tĩnh, bắt đầu suy nghĩ để lấp liếm cho hành động của mình. Rồi đáp trả với chồng của mình rằng, dù sao thì lời hứa cũng chỉ mang tính ước lệ mà thôi. Đâu nhất thiết lúc nào cũng phải làm đúng như lời hứa đâu. Ví dụ như các cặp đôi yêu nhau thường hứa sẽ không xa nhau dù chỉ nửa bước. Nhưng thực tế rõ ràng là không giống như vậy. Quan trọng vẫn là tình cảm mà hai người họ dành cho nhau, chứ đâu hoàn toàn phụ thuộc vào việc có thực hiện đúng lời hứa của mình hay không. Càng nghe, Hải Đăng lại càng cảm thấy bức tức vợ mình. Trong khi anh lúc nào cũng trân trọng lời hứa, và không bao giờ tháo nhẫn còn vợ lại nói chuyện nhẹ tựa lông hồng. Hải Đăng cũng nêu rõ quan điểm của mình, anh không biết là tình cảm của Mỹ Anh dành cho mình có thật hay không. Nhưng lời hứa của bản thân mà Mỹ Anh vẫn có thể phản bội được, thì làm sao Hải Đăng có thể tin tưởng vào tình cảm mà Mỹ Anh dành cho mình. Con người quan trọng nhất là chữ tín, mà ngay cả chữ tín của mình cũng không thể bảo vệ được, thì đừng nói đến chuyện yêu người khác hay không. Nói rồi, Hải Đăng tức giận rời khỏi phòng làm việc. Thật sự vợ anh đã thay đổi rất nhiều. Càng suy nghĩ Hải Đăng càng thêm lo lắng. Vì sao lại mở nhẫn ra, vì sao phải che giấu chuyện đã có chồng? Hải Đăng còn chợt nhớ đến việc đi sớm về muộn của cô vợ mình. Cô thường lấy lý do về thăm mẹ ruột hay đi chơi cùng bạn bè, nhưng cô thật sự đi đâu thì anh cũng chẳng biết. Mỗi lần đi về đều tỏ ra uể oải, mệt mỏi, không màng chuyện chăn gối. Hải Đăng bắt đầu nghĩ đến việc thuê thám tử để điều tra vợ mình. Mọi nhất cử, nhất động của cô anh sẽ phải được biết rõ ràng. Liệu rồi động cơ khi Mỹ Anh tháo chiếc nhẫn cưới là gì? Hải Đăng có tìm ra được sự thật về chuyện ngoại tình của vợ mình? Tất cả sẽ có trong những diễn biến tiếp theo của bộ phim Đánh Cắp Số Phận. Hãy để lại bình luận của các bạn bên dưới. Like và đăng ký để đón xem các tập tiếp theo nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.